B, C, D, E, F. Xin lỗi, con tới trễ. Ồ, ngồi xuống. C, D, B. Ok. Chữ C. Tuyệt. Đồ chơi không được phép. Tiếp tục bài học. 2 cộng 4 bằng 5. Làm ơn, mở cuốn sách này. Tuyệt. Bánh kẹo. Hả? Bánh kẹo, mình thích kẹo. Cho anh, cho anh. Được chưa, cảm ơn. Yeah. Kẹo không được phép. Đã đến lúc kiểm tra. Yay. Yeah, 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 yeah. Dễ dàng. Tự làm đi. Nikki, con phải tự mình làm bài. Má, con ra ngoài được không? Được. Một, hai cộng một, hai, ba, bằng. Cảm ơn Nikki. Anh này, lách. Cô ra ngoài được không? Tất nhiên. Một, hai cộng một, hai, ba bằng. Xe của em. Ha ha. Con cần mẹ giúp không? Dạ. Yeah. Được rồi, đừng lo lắng. Mẹ có những vòng tay này, chúng có thể giúp con. Con có thể tự mình đếm. Dạ được. Một, hai cộng một, hai, ba bằng năm. Một cộng bốn bằng năm. Năm. Ba cộng ba bằng sáu. Sáu. Xong rồi. Được rồi các con. Làm tốt lắm các con. Đây là dành cho con và cho con. Cảm ơn mẹ yêu. Đừng quên làm bài tập về nhà của con. Dạ. Được rồi. Tạm biệt.